có vài vài ngày đây gần đây có những người đã ta giả danh mạo danh của bé hai để lừa các anh chị em lên nước ngoài. Thì mọi người ơi, nếu mà không phải bé hai thì mọi người đừng nên gỡ tiền. Cái điều này là mọi người thấy bé hai đi ẹt, bé đi SH, mọi người cứ nói là của bé hai hay là cái này của nọ. Mọi người ơi, có cần đem cặp vẹt xe chứng minh không, có đất quay mọi người. Bé hai có một chiếc Alisabeth thôi. Alisabeth là cũ á, mà bây giờ đã đưa cho ba mẹ chạy vì xe ba mẹ đã hư. Bé hai hiện tại không có chiếc xe nào. Để gặp bé hai trước. Ừ, đứng lên đi. Rồi sao nè, có gì muốn tâm sự chút xíu không? Tâm sự ngày xưa mọi người comment nữa. Tâm sự nữa là bị chửi nữa. Mọi người ơi, bé hai không có than đâu mọi người. Cái clip trước là bé hai chia sẻ chứ không phải là than. Mọi người cứ xét nét, so đo, tính toán, chia liêu quá. Những câu nói của người ta mà mọi người cứ chia từng khúc ra và ghép lại thành than. Bé hai nói là vấn đề ở đây là vấn đề bé hai chia sẻ tâm sự với mọi người. Xét nét, so đo quá. Cái này mọi người thấy bé hai có buồn không? Không đúng không? Nó có buồn. Cái ngôi nhà này và địa điểm này là bé hai đã ước mơ mấy bao nhiêu lâu lắm rồi, từ khi bé hai lên chương trình Là Giờ Phải Thế năm 2018-2017 gì đó. Bé hai đã lên chương trình đó, bé hai đã ước mơ được một cái nơi bán nhất định, để có cái chỗ đi che mưa che gió cho ba mẹ, không còn phải ngồi ở ngoài đường mà phải cực khổ dầm mưa dãy nắng. Thì ngày hôm nay bé hai đã thành công, bé hai đã cố gắng, bé hai đã kiếm được cái chỗ bán trong cái xương, trong cái buổi cái có cái mai. Thì có gì phải than, còn dù bán ế hay bán chậm, buôn bán mà phải bự bự được bữa cái, ai cũng vậy. Và riêng ngày hôm qua, nó thật sự luôn, riêng ngày hôm qua mọi người, nếu mà mọi người có xem không, nhỏ em gái các thi cũng ế, tây thi cũng ế, chị Gián Tiên cũng ế, và bên hai bé hai cũng sụm nụ. Nhưng mà sụm thì sụm, nhưng mà mọi người vẫn còn yêu thương bé hai không có than. Sụm nụ gọi là lái qua thôi, nhưng chủ yếu là để vui cho mọi người, có câu chuyện sụm nụ để cho mọi người vui thôi chứ không phải là than đó. Nên mọi người cứ xem thì mọi người đừng cho nó qua dễ dàng đi, mọi người đừng có chia sẻ từng tí vậy. Cũng mong mọi người, bé hai nói với mọi người là từ những ngày bé hai mới ở đây rồi, bé hai sẽ cố gắng cười vui vẻ, dù cho mọi người còn có yêu thương, còn ghé đến thì địa điểm này không, bé hai vẫn vui vẻ với mọi người hàng tuần. Đúng là thứ bảy hôm nay sẽ có chương trình hát hòa với nhau, nhưng mà vì trục trặc nên là có thể là có hay không, tại vì bạn bè mấy hai thứ bảy cuối tuần á, tại vì mới nó hôm qua thôi, sáng sớm mai còn phải lo buôn bán nữa, nên là công việc nữa, nên là mấy hai chưa có gọi nhiều lắm, là nó còn hơi bị trục trặc. Nhưng mà có thể là tối hôm nay sẽ có bạn bè sẽ tới quậy, như là đã đạt cái chỗ này luôn, quậy hết tung cái chỗ bán mấy hai luôn. Nhưng mà mọi người ơi, nếu có yêu thương thì cứ ghé 136 Lâm Văn Bền, quận 7, hoặc là số địa chỉ 47 đường 41, phường Tân Quy, quận 7, đến nơi đây sẽ được thưởng thức những các món như sau: bánh rán, gà bó xôi gà, xôi mặn, cá viên chiên. Và chị cả đã hết bệnh rồi, sẽ phục vụ tất cả các món ốc, luộc với nước mắm xuất sắc của chị cả. Và nước thì bé hai đã cho thêm vào những món nước như sau: trà sữa nè, nước ngọt nè, và có thể tuần sau nó có thể nước ép sinh tố cà phê. Thì từng ngày bé hai sẽ nâng cấp lên nữa để cho mọi người đến đây như một gọi là một cái quán ăn vặt đó mọi người. Nên là mọi người cứ đến đây đi, không ăn gạo sao thì có thể ăn bánh gác, không ăn bánh gác có thể ăn ốc, không ăn ốc không ăn gì hết có thể uống nước, không cần phải đến đây phải ăn. Chị hai cho mọi người biết là chị cả hiện tại đang bán ở chỗ cũ hay là chị cả bắt đầu ngày thứ hai chị cả sẽ bán nơi đây luôn.
Gia đình bé Hai thì muốn chị em mình, ba chị em gom lại một chỗ buôn bán cho mọi người có thể thèm. Đúng ra là chị bé Hai, bé Ba có thể chia đâu ra, nhưng mà mọi người đó biết là bé Hai, bé Ba cũng chùm rồi. Tách bé Ba, tách bé Hai ra sẽ không thành hai chị em nữa. Đó nên là lúc nào mới đi chung. Còn chị cả, mỗi một chị cả ra ngoài đường, nắng mưa cũng đành lòng nào để kéo chị cả về luôn. Nếu mà sau này, nếu mà đường nữa, bé Hai sẽ kéo con chị cả về đây luôn, bán một món nữa. Và nơi đây sẽ là một địa điểm ăn uống, ăn chặn cho mọi người. Đó, và qua tầng, ở tầng trên lầu, bé Hai sẽ thiết kế dạng kiểu ngồi Nhật, ngồi thảm và ngồi kiểu bàn Nhật đó mọi người, ngồi dưới đất luôn. Ngoài ban công, bé Hai sẽ trang trí đèn và ngồi ghế cao. Ban công rất là mát. Đó mọi người, nên là mọi người cứ đừng có mọi người đừng lo sợ hết. Nắng mưa là chuyện của trời, tới đây ủng hộ là chuyện của mọi người, người ơi. Đó mọi người cứ ghé tới đây đi mọi người. Và nếu mà mọi người còn thích nữa, bé Hai sẽ tặng mọi người một quẻ. Bóng quẻ với mọi người luôn nha. Đó, chứ làm quẻ sầu chứ ai làm quẻ héo, chứ làm quẻ sầu tình mà trong héo hoài tơi nha. Nếu mà ngày mai các bạn không đến là bà Mai sẽ không có vợ, không chồng, không con, không cái với mọi người. Nói chứ giỡn thôi nha mọi người. Cắt khúc đã bỏ nha. Chắc chắn là bỏ. Khúc bỏ là hay nhất đó. Thôi bỏ đi. Cắt để cho lên đầu video. Thôi. Thôi. Đó mọi người. Và chút xíu ở đây mọi người sẽ thấy một sự biến hóa của bé Hai. Đúng ra là ngày hôm qua rồi. Nhưng mà tại vì xâm nư. Bởi vì xâm nư là không thể nào. Và bữa nay là thứ bảy cuối tuần, giống là chiên khách hàng, bé Hai sẽ cố gắng làm cho mọi người vui vẻ. Mọi người ơi, bé Hai không có muốn than hay khóc nữa đâu. Vì thật sự nhìn lại thì bé Hai đã hơn với mọi người rất hơn nhiều người lắm rồi. Đã có địa điểm buôn bán, kinh doanh thì có gì đâu nó mới phải than. Và sau lần đó thì cũng có một số anh chị đã yêu thương lắm. Cái điều này nè mọi người. Mọi người thấy bé Hai đi ẹt, bé đi SH. Mọi người cứ nói là của bé Hai hay là cái này của nọ. Mọi người ơi, có cần đem cà vẹt xe chứng minh không có đất qua mọi người. Bé Hai bản thân Hai, bé Hai có một chiếc Ali xe bé thôi. Xe bé là cũ á, mà bây giờ đã đưa cho ba mẹ chạy vì xe ba mẹ đã hư. Bé Hai hiện tại không một chiếc xe nào hết. Chiếc SH là do bé Ba và ba mẹ buôn bán dành dụm tiết kiệm mua cũ lại để cho ba mẹ chạy để đi chơi thì ba mẹ thích SH. Thì đó là bé Ba có chia sẻ một lần rồi. Đó là của bé Ba và của ba mẹ chứ không phải của bé Hai. Còn chiếc ẹt hôm qua các bạn đã xem, cứ mà bé Hai với bé Hai và chồng bé Hai đi chợ, xe đó là của mẹ chồng bé Hai, bản thân bé Hai với chồng bé Hai trên xăng dưới bình xăng không có gì hết. Nói đây cũng phải là than, chú ý là nói đây cho mọi người biết thôi. Và bực chút bên ngoài, cái đó chỉ là phương tiện để đi tới đi lui và buôn bán thôi. Cái đó có thể là những gì các bạn thấy chưa có thể là thật, đúng không mọi người? Nhìn như vậy thôi nè, còn là đồ giả nữa, nếu mà che khẩu trang lại mọi người sẽ biết cái giả đó. Nên mọi người đừng có suy nghĩ. Mọi người là có yêu thương bé Hai thì hãy chuyện này như thế nào, thưởng thức ngon hay dở là mấy người, mọi người đánh địa điểm này nè, và buôn bán có sạch sẽ hay không, giá cả có hợp lý hay không thì các bạn cứ nên để ý vấn đề này. Còn vấn đề cá nhân bé Hai có như thế nào, riêng về cách sống của bé Hai nha mọi người. Thì còn những mà anh chị yêu thương bé Hai rồi thì mọi người cũng đã biết rồi, quá yêu thương đi. Thì hôm qua mọi người đã thấy mà, bé Hai là 147 phần phơi gà đi hôm qua. Người ta lộn được có bông mối uổng tư nha Hai. 147 phần xôi, trong đó có một em Dương ở bên Mỹ 50 phần, chị Mai Trang 70 phần, 77 phần. Và đó hôm qua chị Quyền Phạm có ghé chơi và thăm bé Hai, thấy bé Hai sụp nữ thì ủng hộ cho bé Hai thêm 20 phần nữa. Và hiện tại bây giờ là bé Hai còn giữ 50 phần xôi gà kèm thêm 50 phần trứng suối của anh bên Mỹ Washington. Và ngày nhất định sắp tới đây bé Hai sẽ gom chung với một người nào đó có làm từ thiện á, bé Hai sẽ gom chung lại.
Và Bé Hai xin thông báo với mọi người là trong tuần sau Bé Hai sẽ có chuyến từ thiện tại chùa Bến Tre. Thông tin như thế nào thì vài ngày nữa Bé Hai sẽ cập nhật cho mọi người biết. Bé Hai mong mọi người nếu yêu Bé Hai thì hãy đón xem những clip tớ và hãy nhấn đăng kênh, nhấn nút là subscribe, đăng ký kênh của anh Sài Gòn Daily. Mr. BB nó đọc quá. Dạ mọi người ơi, nếu có yêu thương Bé Hai thì ghé xuống nhà địa chỉ 47 đường 41 Lâm Văn Bờ, phường 41, phường Tân Quy, quận 7. Số điện thoại của Bé Hai là 0937478033. Cứ alo, nhắn tin, Bé Hai sẽ tâm sự với mọi người. Thì còn mọi người nếu muốn có thắc mắc về vấn đề gì đó, mọi người cứ liên lạc. Còn về từ thiện, các bạn hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại của Bé Hai hoặc là nhắn tin vào Zalo của Bé Hai. Cứ đây từ thiện nha, đừng truyền tai, nếu có truyền tai phải nhắn cho Bé Hai biết. Vì có vài ngày đây, gần đây có những người đã giả danh mạo danh của Bé Hai để lừa gạt anh chị em lên nước ngoài. Thì mọi người ơi, nếu mà không phải Bé Hai thì mọi người đừng nên gỡ tiền. Đã có một số người mạo danh rồi đó mọi người, để làm từ thiện, để làm mất đi cái danh dự của Bé Hai, mất đi sự uy tín của Bé Hai. Thì mọi người ơi, nếu mà mọi người có ai gỡ tiền hay là làm từ thiện hay là mua soi để phát từ thiện thì mọi người cứ liên lạc chính vào Bé Hai. Còn không thôi thì có những kênh ở đây là kênh lớn, mọi người cứ tin tưởng là Sài Gòn Daily, Victor BB đó, thì mọi người cứ liên lạc vào những kênh này. Thì những kênh này là những kênh thân mật với ai, gọi là tối với hai. Mọi người cứ nhắn tin hay là như thế nào đó để truyền mấy ảnh và sẽ nói lại giùm Bé Hai, hoặc là mọi người có thể liên lạc trực tiếp vào Bé Hai nha mọi người. Bé Hai luôn sẵn sàng đón tiếp và nhận lấy những tấm lòng Bồ Tát để giúp đỡ, chia sẻ những người kém may mắn, những người cơ nhỡ. Và những ngày sắp tới đây sẽ có chuyến từ thiện tại Bến Tre nha mọi người. Và bên đây Bé Hai sẽ đi báo tiếp.